Cậu gì các bạn nha. Hôm nay mình ăn cái ta bố hoa xào. Bố hoa xào dịch với cá sát kho tiêu các bạn. Dịch là mình làm gì vừa mình ăn thôi. Nè, không có nổi. Em nói rồi. Làm cái này thì cơm. Nhiều quá cái bỏ phí tiền. Quá nước rồi con. Uổng. Ra cho ăn nhất là. Quen rồi. Mời các bạn ăn cơm rồi nha. Cơm mà được cho sẵn qua mà. Cấm như nước cơm. Đó. Mát sắc chưa? Cọc quả phải không? Có bể gì? Gió gì mà cọc quả hết rồi. Mát quá, hết cấp điện nha các bạn. Chiều mưa gió không lạnh mà. Trái hữu hoa ngọt. Chiên chín hồng dịch là tâm quyên. Hình thế. Ăn có hồng cưa cá cốc mà mà mết mà. Không phải chuột đâu nha, mấy con gì đó. Rồi. Không phải. Cái con chứ là mập gì đó. Sợ con lắm. Ông nói dê, con dê á. Phải chàng ai. Bữa hồi mua dê ăn bữa hả? Ông nhớ không, ở đây là mấy chục năm nữa. Thiệt là bẻ lá cả thiệt nhiều ha. Hấp. Rồi luộc con. Lột lột ra nặng cơm ha. Rồi từ hỏi sáng tới giờ tới sáng qua tôi lập tại đây mới không biết chụp như chụp có bao nhiêu ngàn nó cho nó cũng phải rẻ không cái này ăn không dơ còn dơ lâu như lộn luôn đỡ lộn tại vì từ hồi mà bệnh đi Covid bây giờ mình tỉnh đáng mà cái nào sao vì cái con dơ nên nằm bên Vũ Hán nghe nó hỏi ra đâu đỡ mỏi chợ rồi anh nghe cái là chợ ăn thịt lợn ngay nhà mình là ăn được ăn không tới chục hộp bốn lần giờ mua giờ 15 con để 50 ngàn hết ông ngoại cái em mà ngoại là ăn được nhớ năm đó cũng định ông ngoại mua ông ngoại làm một đêm ăn ngon túng lần nó mua con cá nục ớt thì nó chiên xong rồi nó cho nước dừa đó nữa rồi con thịt ba loại vô nữa cái em muốn rút rồi vô. Có như cái mồi mồi này ừ. Biết mình muốn rồi mình thích mình tưởng nó coi cho ngã không có đâu có gì đây trình độ để con đắt quạt hả để nó bớt nóng xài có hai quạt một cây một ừ.
một cái quả ra. Chiên vàng xong á, làm nước dừa tỏi rồi ha. Ở nó ướp cái gì tỏi chiên nữa. Không con không? Ôi, cái chiên rồi tỏi thì thơm thơm chứ. Ừ, mình làm ướp vậy để nấu thơm. Cái mặt xong bữa nay nè, cho nó bóng ngời, ông đừng uống. Nhất là nè. Cái nhiều quá nè. Chân nè. Biết rồi. Cái nước á. Uống ít nhiều nhiều cái nước nó nữa. Vì biết gì là không uống gì cả hết. Nói thì chưa nước mà uống liên tục cái tuần cái nửa tháng gì uống chứa nước đâu mà uống còn con liền với hai mà chưa chứa nước. Đường cơ mà không ngã ra. Nghe phải không? Mà ăn rồi. Ăn vậy, ăn nước mà. Nói nào ăn nước mà. Ăn mới ăn rồi mà uống mà. Cái bụng con ngoại mở mà. Ông ngoại ăn nữa được. Ngoại nước mở, nhẹ nhàng. Một ngày đăng ký, 4 ngày được xem nha bạn. Cảm ơn các bạn.